Tin rằng bất kỳ người chơi nào hiểu về phần cứng đều từng nghĩ đến câu hỏi này. Nếu tháo hết các chip nhớ trên các đồ họa ra và thay bằng các chip dung lượng lớn hơn, liệu có thể nâng cấp dung lượng vi RAM lên 10GB, 100GB, thậm chí là 1TB không? Gần đây, một chuyên gia đam mê thử nghiệm đã thực hiện hành động kỳ lạ này, thay toàn bộ các chip nhớ dung lượng 1GB của các RTX 2070 bằng các chip 2GB, tức là nâng cấp từ RTX 2070 8GB thành RTX 2070 16GB. Đồng thời, để đảm bảo các đồ họa có thể khởi động bình thường, các mạch trên bo mạch chủ cũng được sửa đổi bằng cách nối dây thủ công. Cuối cùng, các đồ họa có thể hoạt động trên máy tính và GPU cũng nhận diện chính xác model card và dung lượng vi RAM. Chẳng phải điều này có nghĩa là huyền thoại GT 610 phiên bản 1TB điên rồ sắp thành hiện thực sao? Tuy nhiên, trong các bài kiểm tra hiệu năng và sở chết tẹt, chiếc RTX 2070 này lại gặp vấn đề lớn. Điểm số hiệu năng giảm 30% và phần mềm sở chết tẹt liên tục bị cờ rắc, không thể hoạt động. Những người chơi với ý tưởng táo bạo có lẽ nên từ bỏ thôi. Thực tế, kết quả này đã được dự đoán từ trước bởi lẽ, ngay từ khi thiết kế, các đồ họa đã có giới hạn băng thông khi truy cập vi RAM của nhân GPU. Khi dung lượng vi RAM tăng lên nhưng băng thông không đổi, hiệu năng không những không cải thiện mà còn có thể giảm đi. Tuy nhiên, việc độ chế các đồ họa vốn là niềm vui của các tín đồ đam mê thử nghiệm, chỉ cần có thể khởi động, chụp ảnh màn hình để khoe khoang là đã đủ mãn nguyện rồi.